Xin chào các bạn. Sau đây chúng ta sẽ bắt đầu phần học về VPN, tạo hệ thống kết nối mạng riêng ảo, Virtual Private Network. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm các tính năng mà các lợi ích mà VPN đem lại. Thứ nhất là VPN đảm bảo việc bảo mật thông tin để ngăn ngừa không cho thông tin bị lộ ra khi kết nối trên Internet. Thứ hai là thực hiện việc xác thực, là kiểm tra người gửi và người nhận để đảm bảo không bị sự tấn công từ bên ngoài vào. Thứ ba là đảm bảo sự toàn vẹn của dữ liệu, vì khi dữ liệu được truyền trên hệ thống mạng chung là Internet thì dữ liệu đảm bảo tính toàn vẹn giữa người gửi và người nhận. Thứ bốn là chống lại các sự xâm nhập tấn công từ bên ngoài muốn copy hay lấy trộm dữ liệu, vì dữ liệu đã được mã hóa. Thì ở đây các bạn sẽ thấy là sẽ có các loại VPN, là thứ nhất là Internet VPN, đây là kết nối giữa trụ sở và các chi nhánh. Thứ hai là Extranet VPN, là kết nối giữa hai đối tác với nhau, công ty với cả ví dụ như bên sản xuất và bên cung ứng là một công ty khác. Và thứ ba là Remote Access VPN, là cho phép người dùng ở xa kết nối từ một thiết bị đơn lẻ vào hệ thống mạng. Thì ở đây trong mô hình thì các bạn sẽ thấy rất là rõ, đó là Internet VPN từ chi nhánh kết nối về trụ sở, từ một đơn vị đối tác thì sử dụng Extranet VPN để kết nối về trung tâm dữ liệu của trụ sở chính của công ty, và Remote VPN cho phép người kết nối sử dụng ở xa kết nối dùng máy tính đơn lẻ. Thì thiết bị VPN sẽ có các thiết bị sau. Thứ nhất là router, là để thực hiện việc thiết lập các kết nối VPN LAN to LAN. Ở trên router sẽ có một cái cạc để thực hiện việc tăng tốc xử lý và mã hóa nhanh hơn, nâng cao hiệu suất xử lý và tốc độ hoạt động của VPN. Thiết bị của Cisco chuyên kết nối VPN đó là ASA. Thì Cisco ASA thì chuyên để làm nhiệm vụ là bức tường lửa và làm nhiệm vụ VPN để đảm bảo hỗ trợ cho cả mô hình là VPN LAN to LAN và Remote Access VPN. Và thành phần thứ ba đó là VPN Client, là các thiết bị như máy tính, laptop, các thiết bị smart mobile và cài ứng dụng thì gọi đấy là VPN Client. Thì sử dụng VPN Client sẽ tiết kiệm được chi phí khi các bạn thiết lập hệ thống mạng kết nối nội bộ, về chi phí này, đảm bảo an ninh, vì kết nối tận dụng được hạ tầng của Internet thì chúng ta vừa tiết kiệm được chi phí mà chúng ta vừa đảm bảo được cái an ninh dữ liệu khi truyền qua. Đấy. Và khả năng mở rộng rất là lớn, vì bất kỳ chỗ nào có Internet là có thể xây dựng được hệ thống mạng riêng ảo rồi. Thì trong VPN thì cái bước đó là chúng ta phải nhớ là xây dựng cái tunnel side to side, thì giữa hệ thống mạng hai mạng LAN, ví dụ như mạng LAN 1, LAN 2 hoặc giữa trụ sở chính và chi nhánh. Thì như vậy là hai đầu thì có thể là hai thiết bị router hoặc thiết bị ASA bức tường lửa, và một đầu kia là thiết bị router. Thì bắt đầu sẽ làm nhiệm vụ là gì, là sẽ thêm header của IP mới và VPN header vào cái phần và IP packet
mà trong mạng LAN thì sẽ được mã hóa. Thì lúc bây giờ là giữa hai đầu hệ thống là sẽ chỉ địa chỉ IP, địa chỉ nguồn và địa chỉ đích, và tương ứng là ngược lại. Thì lúc sau đó thì cái phần mã hóa thì sẽ được do IPsec thực hiện. Thì vậy IPsec VPN thì sẽ thường có thuật toán mã hóa DES thì 56 bit, chip của DES thì là 128 bit, là dùng 3 cái key 56 bit thì gộp lại thành 128 bit. Và hầu hết là hiện nay đang dùng cái thuật toán nó gọi là AES, tức là OSFAN Encryption Standard, thì độ dài có thể là 128 bit đến 256 bit, và nó sẽ mã hóa mạnh nhất. Thì khi mà kết nối từ một web browser hoặc một thiết bị đầu cuối thì cài chương trình VPN Client, thì như ở Cisco thì là ở xa có thể dùng SSL VPN. SSL VPN là cho phép là kết nối chạy trên giao thức HTTP, đảm bảo an ninh bảo mật trên giao thức HTTP. Thì bình thường một web browser khi ta dùng SSL thì dùng cổng 443, lúc đấy tất cả các dữ liệu sẽ được mã hóa truyền đi trên cổng 443 để đến kết nối với cả web server. Thì như vậy khi kết nối, khi cài Cisco AnyConnect VPN Client thì tất cả các dữ liệu sẽ đều được truyền trên SSL từ VPN Client với hệ thống mạng trụ sở chính, và các dữ liệu đấy đều được truyền trên kết nối HTTP trên nền web. Trong phạm vi của CCNA thì chúng ta sẽ được cấu hình về giao thức đường ngầm tổng thể, đó là GIE thì là Generic Routing Encapsulation. Đây là chuẩn chuẩn quốc tế. Thì như vậy là các bạn sẽ thấy rằng là giữa hai thiết bị ở hai đầu thì sẽ tạo ra một tunnel. Thì như ở đây là hệ thống mà tunnel ở đây chúng ta sẽ tạo ra là phía đầu router 1 sẽ có địa chỉ IP tunnel là 10.1.3.1, và phía router 2 sẽ có địa chỉ là 10.1.3.2. Thì khi kết nối dựa trên các địa chỉ này thì đấy là một tunnel, là sẽ thêm vào một IP header. Thì như vậy là gì? Với đây là kết nối point to point, cho nên là bên này là nguồn thì bên kia sẽ là đích, và ngược lại bên này là nguồn thì bên kia sẽ là đích. Cụ thể ở đây là một ví dụ cấu hình là với router 1 thì đang dùng địa chỉ IP public internet là 1.1.1.1, và router 2 là dùng địa chỉ IP public là 2.2.2.2, thì sẽ tạo ra một tunnel sử dụng mặt nạ mạng là 10.1.3.0. thì đây là mạng con, và với mặt nạ mạng 24 thì cụ thể là router 1 sẽ sử dụng IP là 10.1.3.1 và router 2 sẽ dùng là 10.1.3.2. thì như vậy với các lệnh cấu hình thì ta sẽ thấy là trong serial, trong router 1 thì serial 0.0 đã chéo 0 thì là địa chỉ 1.1.1.1, và chúng ta tạo thêm một interface nữa là interface tunnel 0 với địa chỉ IP address là 10.1.3.1. Và cái tunnel suộc sẽ chính là cổng local là serial 0.0.0.0, còn tunnel destination là địa chỉ IP đích ở đầu bên kia của tunnel là 2.2.2.2, là IP của router 2. Và chúng ta cấu hình các routing protocol bình thường, ở đây là ví dụ OSPF. Còn về phía cấu hình tunnel của bên router 2 thì ngược lại,
chúng ta sẽ có cả tổng CDN là 0.0.0.1 thì là 2.2.2.2.2, còn interface tunnel 1 thì là short là CDN 0.0.0.1 và destination IP của router 1 là 1.1.1.1. Khi kiểm tra thì chúng ta sẽ dùng các câu lệnh về kiểm tra tunnel. Chúng ta có thể dùng lệnh là show cách IP, cách interface thì chúng ta sẽ nhìn thấy được là tunnel của một cấu hình ở trên router 1 là đang up yes và cả layer 1 up và layer 2 cũng đang up hoạt động tốt. Và khi show interface tunnel lên thì là chúng ta sẽ thấy cụ thể hơn là giao diện đã được up và giao thức ở lớp 2 đã được hoạt động tốt, địa chỉ IP 3.1. thì như vậy chúng ta sẽ quan tâm đến những cái thông số mà đang bôi đậm đây. Và khi dùng lệnh show thì chúng ta sẽ dùng lệnh show IP route thì chúng ta sẽ nhìn thấy là giao thức lúc này là hai router ở trên đang hoạt động OSPF thì ta sẽ thấy họ OSPF đã được kết nối tốt. Và dùng lệnh chain route thì chúng ta sẽ tìm thấy là khi chain route thì chain route sẽ đi qua, thứ nhất là qua IP tunnel và sau đó đến IP thật. Thì như vậy là cái phần ở đây là chain route thì chúng ta sẽ nhìn thấy này là từ router 1 với địa chỉ IP mạng LAN là 10.1.1.9 thì sẽ gửi đến cái máy chủ đúng không, là 10.1.2.2. Như vậy muốn đến 10.1.2.2 thì thứ nhất là phải đi qua cái 10.1.3.1 thì sau đó mới đến 10.1.2.2. thì sau đó thì 10.2.2 và sau đó thì sẽ đến được cái địa chỉ đích đó là 10.1.2.2. thì như vậy chúng ta đã kết thúc phần lý thuyết về phần CCNA nó đề cập đến VPN. Hẹn gặp lại các bạn trong các lần đào tạo tiếp theo.